nhiều ưu đãi dành tặng cho anh em. Đầu tiên là nhận quà hoàn toàn miễn phí với cơ hội nhận 2.000 kim cương. Tiếp theo là tăng tỷ lệ nổ kim cương cực cao tại mini game. Ngoài ra nick game cũng đang giảm giá. Và đặc biệt hơn là mua nick game được hoàn tiền siêu hấp dẫn. Anh em chỉ cập danh sách Mi TV. Nhanh 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 nào. Làm bánh coi, ngày hôm nay nhất định là phải học làm bánh thử một cái bánh thiệt là ngon. Công thức có hết rồi. Ok ok. Được. Để này. Rồi. Thêm một ít bột. Bột năng nè, rồi bột mì. Rồi thêm trứng. Bột mì nữa. Sắp xong rồi đây nè. Ơi. Gì đây? Ủa cái bánh gì ngộ vậy ơi? Xin chào. Ôi, ở đâu có được em bé donut. Rồi, à đây rồi. Sao nó dính trên người nè? Mọi người thấy mình thu nhỏ không? Ủa đâu rồi? À đây rồi. Wow. Ô, thu nhỏ được luôn. Đồ, bánh donut nhỏ siêu siêu luôn. Ô, bự rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Yumiko Kepo Maiwe. La. Em là bánh donut hả? Dạ đúng rồi, em là bánh donut đó. Hey yo anh. Nghi ha đúng không? Hồi nãy làm bánh em nghi. Đúng rồi. Một chút đường bỏ bên đây. Một chút ngọt. Trứng nè, rồi bỏ qua đây rồi. Đúng rồi. Mày anh chế tạo ra được em đúng không? Đúng rồi. Wow. Đồ vậy là có cách phép thuật nào mà anh có thể tạo ra được em vậy? Không có. Em đang chuẩn bị đi làm con mèo thì sau đó anh chế bánh donut, anh nói cái gì đó em không biết nữa, xong em bị trở tờ đây thành cái donut mèo luôn rồi. Á đồ, ủa mình có nói gì đâu ta? Tao ngộ ta. Ui nhưng mà không sao, thôi được rồi. Vậy là em là donut. Ủa, vậy là anh cũng chế tạo thành công bánh rồi. Anh thích màu hồng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhà này có chỗ nào mà ngủ được không ta? Sao mà không có được, còn dư cái này nè. Thôi, không chịu đâu. Bé mèo donut muốn có một căn nhà rẻ hơn hơn cơ. Ok, nếu mà muốn có thì đi theo anh. Chấp hành. Em thấy không, bây giờ anh sẽ xây nhà cho em ở đây. Wow. Anh xây cho em dễ thương nha, phải giống em nữa, em mới chịu á. Ok luôn. Many, many minutes later. Chuyện quá dạ ta. Nhà này của ai vậy cha? Nhà này của ai vậy ta? Luôn nghi là của em rồi. Em nhà của em thì lúc nào không xịn. Nè, đi qua nhà anh được luôn nè. Nghe không, nghe không? Đi chuyện quá à, anh ơi. Đó, nè. Nè, nó nằm sau lưng nhà của anh nè, nhìn nè. Dạ, một khúc, hai khúc, ba khúc, bốn khúc luôn. Bây giờ nhà của anh nó thành bốn khúc luôn rồi. Anh ơi, cho em đi chống đầu luôn nha. Ghê vậy. Đó, đẹp bông nhà của em nè. Dạ, điện quá à anh ơi. Đó, dưới đây phòng ngủ nè. Ồ, phòng ngủ anh gắn hình em nè, em nè. Em nữa. Đúng rồi. Em nữa nè. Wow, em mà anh ơi, em nè. Đúng rồi. Trời ơi, đẹp bông, đẹp bông. Ủa mà cái này là cái gì vậy? Tắt đèn, mở đèn. Bởi vậy sao nhà wow, sáng nhà của em mà đẹp dữ vậy ta. Ủa sao sáng nè, có mấy cây này nè. Ồ, thì có mấy cây này nè. Anh đập cái cây luôn vậy. Tại nè. Đó. Cảm ơn anh hi ha nhiều lắm nha. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi mua mấy cái nón nha. Đây. Quần áo quá trời luôn. Wow, xịn ấy. Đúng rồi, quá trời luôn. Chọn cái nào bây giờ? Chọn cái nào bây giờ ta? Để coi coi. Em có thích cái nào không? Ô, cái này đẹp quá. Dạ, em không biết nữa. Anh chọn cho nè, có nè. Ở đồ nhảy lên thử coi. Trời ơi, cái đầu lép xẹp. Cho cái khác ơi, em không lấy cái này đâu. Cho cái nào mà xin á. Em biết xin thôi. Anh ơi, có cái nó nằm mà trong cái bánh không? Nè, có luôn. Đó, được không? Đâu. Cái đó hay lấy cái này? Đó anh thấy được em. Nè cái đó hay cái này thấy rồi bà ơi. Hai cái. Để coi, ba cái luôn nè. Ờ anh ơi, dễ hương không? Dễ hương còn cái nữa nè. Ờ có cái nhà là cái bông không dạ? Em thích cái bông nữa cơ. Có cái bông luôn. Ôi trời ơi. Có cái khác
nó đợi cái khác thử nữa đi. Dạ, em thử nha. Đó nè. Đồ, rồi thích cái nào? À, chưa có đợi hết. Rồi giờ em thích cái nào? Em thích. Đến tính tiền. Mua mấy cái vậy? Mua 2 cái luôn. Ok chưa? Dạ ok, em thích cái này với cái này nè. Rồi, cái nào em lấy thì em giữ lại đây, còn nhiêu đưa lại anh. Cái này không lấy, cái này không lấy. Ủa? Rồi. Em đưa anh hết. Ok em không? À, trời em cái bông màu hồng á nha. Tính tiền đi chị ơi. Tính tiền đi chị ơi. Tôi đi về nha chị ơi. Rồi ok rồi, đây. Hello anh chị. Ôi ơi. Nghe cái giọng anh này lắc ghê luôn á. Trời ơi, nó lắc quá trời lắc luôn. Đó, anh qua đây kiếm quý gì vậy? Em đang trình trên tí đồ không? Trời ơi. Ê, anh kia im ghê vậy. Cái gì? Anh kia nó cầm rồi kìa thôi. Ông bị cầm rồi. Ủa sao? Thôi đi về nhà. Không. Ờ đi về nhà đi, tào lao mới lao quá. Ủa, thấy con gì màu hồng kìa. Con gì? Có gì đâu. Vô. Ủa gì vậy anh Hi ha? Có gì làm đâu? Gì á? Im mà nó nói gì vậy? Ông thiệt sự luôn. Ê, nhìn từ ta chị viên đu là cái gì? Ông có chơi thật xích đu luôn nha. Thấy giờ mình nhìn màu đây đó anh là em bé đồ nết anh mới chế đồ tạo ra đó. Đồ. Ăn được không? Ê, quái vật. Quái. Nó ăn đó sao? Ăn cái đầu tụi mày đi vậy mày. Đó mày. Ủa? Bị đuổi à? Nghĩ ra người ta dễ thương vậy mà kêu ăn. Người ta dễ thương vậy mà đòi ăn người cha anh ha. Đó, mày lên ngồi coi phim đi. Dạ. Ừ, coi phim đi. The next day. Ôi trời, chán quá à. Hôm nay anh đi hay làm bánh nữa rồi. Chị, ra đây, đây dẫn. Ôi trời. Ôi gì không đi. Ôi sao có. Ủa. Nó chỉ chiếu hả? Bánh nào lôi gạt trôi nó lại mình vậy chị? Ê, cái bánh này tao biết nè. Cái bánh này tao biết nè. Cái bánh này tao biết nè. Có gì kìa. Nó là bánh không bánh. Ôi. Mấy con quỷ đùi ghé này. Bánh donut mày ơi. Vậy bánh donut hả? Em ơi. Ừ con nó cho chị cạp biết hả? Nó cho chị cạp biết. Nó cho anh nuôi chịu. Ôi em ơi. Em ơi. Cứu tôi với bớt người ta. Cô chị cạp nó nữa mà. Em ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy bà nội? Bánh đồ luôn. Cái của tôi, cái này của tôi. Ủa vậy hả? Không ăn được, không ăn được, không ăn được. Em xin cái lỗ tai đi, nó có cái lỗ tai kìa. Không ăn được, đây chính. Không ăn được, không ăn được. Nghe nó nói được, không ăn được. Dạ. Không được, ai bánh gì kìa biết. Đây là em của tôi. Ôi trời ơi. Trời ơi, làm ta sợ rồi kìa mấy bà nội này á, đi về đi. Không biết đâu. Xin lỗi. Dễ thương nha mày. Dễ thương. Xin lỗi nha. Không chịu. Không chịu tôi đâu. Không chịu tôi nghe. Hay em muốn đi theo hai chị đó chơi không? Dạ đi chơi gì vậy? Đi theo chơi đây. Xin lỗi. Đi theo tụi nó sẽ có điều để chơi à. Nó quậy lắm. Yên tâm không ăn đâu. Em đi bơi không em? Thôi. Trời ơi. Cái bánh mà người ta ướt, người ta mềm nhũng rồi về mất tiêu nhỏ ai mắc cái tù sao à, nếu như ướt không được thì đi phơi nắng không em, đi tắm nắng không? Trời ơi, không chịu đâu. À, em quyết định giờ đi tắm nắng tắm mặt nạ đi. Được. Làm đẹp. Vô nhà chị nhiều mặt nạ đắp lắm. Vô. Em nằm giữa nhà chị là thấy có nắng rồi đó. Em thấy nhà chị nhiều. Trời là kính đâu không? Đó, phơi nắng. Chị nói đây. Hello. Trời. Cái gì vậy? Qua nhà người ta vậy? Ôi. Bé nó còn khỏe mẹ. Ủa này là gì vậy? Ủa cái bánh này ngon lắm á. Cái bánh này ngon lắm á. Ừ đúng rồi, ngon lắm á. Sao? Chắc ăn đây. Ok thì tôi lấy một cái muỗng gà nào. Lấy muỗng gà. Yên tâm em. Mày nè, muốn ăn cái bánh này thì mày phải bước qua hội chị em tụi teo. Trời ơi. Bánh thì mình phải cắt ra đúng không? Đúng rồi, bắt phải cắt ra từng miếng nhỏ mới ngon chứ. Ây á. Vô cắt một cái đó. Quy anh ơi. Cái ở đó cắt, nó cắt kìa. Anh ơi. Ai hậu này miếng đồ nó thịt kìa. Ừ. 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 Ừ.
một miếng. Cái này, cái này không phải là cái bánh bình thường đâu mà ăn đi mà ăn. Khùng quá. À vì cái bánh nó rất là ngon đúng không? Ok, cảm ơn. Ây da, nó là em tao mày. Trời ơi, mấy bà nội này bảo vệ em tôi kiểu gì vậy? Nó cầm dao anh. Nó cầm dao. Cảnh sát đâu? Cảnh sát đi nó bi kiểu gì vậy? Trời đất ơi, nó chém muốn xuất quần đấy thì trời, chưa kịp thấy đồ. Đi coi nhắn đi, đi coi nhắn giáp mặt ngại. Nằm nó đi, nằm dài nó đi em. Dạ. Chiêu chiêu chà chà chiêu chiêu. À, phơi quá à, chị ơi. Trời, nó sướng. Sao chị đắp lên đầu em luôn vậy? Cái đầu em dính quá trời luôn nè. Quần áo bây giờ. Trời ơi, nó mẹ. Quần áo em đắp nguyên mặt, nguyên người luôn. Dùm ơi, chị đâu ơi. Dạ. Chị bắt em đâu muốn. Cái gì vậy? Ở đâu rồi ta? Ôi trời ơi. Anh Nga kìa, em ơi. Đắp mặt nạ đây. Anh Nga, sao mấy chị đắp mặt nạ mà đắp lên người em hết luôn rồi. Trời ơi, đi về. Dạ. Đi về. Trời ơi. Ôi trời. Ôi trời ơi. 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 Trời ơi, đi về rửa. Trời ơi. Rồi giờ đắp rồi, giờ đắp chắc hết. Trời ơi, hầm bà làng rồi lưa hết rồi. Đó, quậy không à. Em đâu có quậy đâu mấy chị bộ. Em biết rồi. Đắp cái gì mà từ lưa mới lưa hết vậy? Nhưng mà nhà không có nhà tắm. Chết nhà rồi. Anh Quy có, nhà anh Quy có. Qua nhà Quy đi. Cô cô cô. Nhưng mà đi vô sợ anh đó ăn em quá à, em sợ. Không có nhà. Đi đâu rồi? Vô. Dạ. Tắm đi. Rồi. Đúng rồi, là cái mít này nó khó chịu thiệt chứ. Mệt vậy. Ôi à, gì vậy? Gì vậy? Anh sẽ trả lời vô nhà của em. Anh đi ra ngoài. Nhìn lên. Trời ơi, con coi nó tắm nữa. Trời ơi. Ôi. Ờ, vô gì quá. What the hell? Ok chưa? Rồi, ok đó. Đi ơi, về thôi. Cảm ơn chị ơi. Rồi, vô ngủ. Tới giờ ngủ rồi. Đi vô. Nghe nó mang vậy con khùng điên nào vậy trời. Thôi đi về, đi lên đi ngủ. Ổng đâu trời, bực mình ổng thiệt chứ. Thôi vô đây quậy tôi lấy ổng. Có gì ông ta? Rồi xong rồi, mở hết nước cho nhà ổng ngập lụt luôn. Cho tháng này ổng tốt thì nước chơi nè. Xong rồi, trốn về nhanh. Trời ơi, cái con nhỏ nó lại tới nữa hả, nó xả rồi. Cái gì vậy? Cái bọc, trời ơi. Nó làm cái gì vậy, cái bọc của tôi, bọc vệ sinh của tôi vậy? Ai hèn gì, nó qua đây nó tắm xong vào cái nhà mà nó túi rình nè. Rồi bây giờ phải làm sao đây ta? Tức quá con nhỏ kia. Bây giờ phải kiếm cách để trả tù mới được. Trời ơi chán quá, không muốn ngủ xíu nào á. Ra đây làm gì vậy? Bây giờ này ngồi chơi điện thoại không hiểu luôn. Thôi chơi. Trốn ra một cách dễ dàng luôn mấy bạn ơi, là mấy bạn anh đi dở quá. Thôi đi chơi mới được. Nhà của anh này xịn rồi, mấy bạn coi nè, quá trời đồ luôn. Thích quá. Ủa anh này đâu mất tiêu rồi. Mày dẫn kìa. Con đi mày. Mày giỡn hả? Tao cho mày cùng lên đầu nè, con con quỷ này. Mày phá gồm vệ sinh của tao rồi. Mốt sao tao đi tè được hả? Tao hả? Mày dẫn phá hả? Con này. Vậy nãy giờ nó nhà mà nó gì vậy? Hồi nãy nó qua nhà tao, tao thấy nha mày. Nãy dọn sạch sẽ à mày, nãy dọn sạch sẽ à mày. Mắt tao không có để dưới chân cho mày. Anh đi nha, cứu em với cái đầu em kẹt rồi. Mày làm đầu nhỏ kẹt luôn rồi thằng này. Có chừng đó. Đánh tháo ra cho. Ok. Đau à, cái đầu bây giờ luôn. Trời ơi, sưng một cục luôn. Đứa lào. Anh Quy chứ ai nữa. Trời ơi, đúng rồi. Đi ra đây đi, để anh chế tạo cho em cái này nè. Nhìn lên. Đó, cầm đi. Cho em đó. Này á anh. Đúng rồi, để bắn. Bắn ra bánh donut luôn. Ủa, bắn như thế nào vậy? Đi qua đây. Rồi, đứng ở đây, nhìn ra đằng kia, bắn đi. Bắn thử coi. Đó. Nguyên cái bánh donut ra luôn, thấy chưa? Đó, xịn lắm. Đâu anh? Đó. Mấy con này nha. Chết liền, mạnh lắm nha. Nhưng mà bây giờ em có cây súng này rồi, không ai em không sợ ai nữa hết, hiểu không? Kìa anh.
bạn hiểu không, hiểu không? Bạn không được nói đâu, nó là cái tượng thôi. Trời ơi, cái con gà mự chù chù là cái tượng thôi, vui yêu mày. Đâu là cái bánh luôn ngất nè. Cái tên quý đi. Kia dám làm cho đầu em u một cục. Không biết em là em bé cu tia phô mày que hết mà. Đúng rồi, không biết người ta là cô bé phô mày que gì hết nữa. Thầy ơi, cái ông kia đâu rồi, đi ra đây đi. Hồi lại dám đánh cô u đầu đúng không? Đó, nhạo quá vậy ông ơi. Nghe tiếng ai vậy? Ê, ê, nó kìa. Bắn kìa. Cái gì vậy? Chính là nó đó, nó là cái thằng mình làm cái phòng vệ sinh của tao mày xem nè. Tôi quát luôn, mày cho mày hỏi đi, cho mày hỏi đi, cho mày hỏi đi. Thì ra là nó hả? Ok, được rồi, tôi xin. Cái bánh ăn ngon lắm á. Ờ đúng rồi, ủa ăn ngon lắm hả? Nó là cái bánh hả? Bánh á, bánh á. Ê đó kìa. Kìa, cái bánh kìa. Cái bánh nhìn bọn em quá. Thì sao, thì sao, thì sao? Ăn cái bánh luôn. Ngon tới đây. Ngon, 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 ngon. Cái bánh này, ăn cái bánh này. Ăn cái bánh này. Cái bánh này cho anh ơi, anh não đỏ cho anh cái bánh nè. Anh muốn ăn cái bánh này. Anh không có làm cái gì xin vô nha. Ê, ê, cái bánh này chạy đi. Nè, ông ốc, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Xin lỗi, năn nỉ. Được rồi, bây giờ tìm hung thủ làm dơ cái nhà vệ sinh của ông kia mà ông đập em u đầu đi. Ơi, ơ nè, anh mới quăng cái băng này hay nè. Rồi, trời ơi, anh mới thấy có ai quăng cái băng này màu đỏ đỏ này, nhìn quen quen nè. Băng màu đỏ thì quen nữa, anh cầm đi, đi theo em, nhìn lên. Ok. Ấn bây giờ đó. Ok. Rồi, đi. Quay quay, con búp, cái gì đó. Ê, con donut kìa. Quý ơi. Đấy, cái gì, sao? Đâu ơi, tôi tìm cái bằng chứng nè. Ủa, em bằng không có gì nha. Ơi, biết rồi, rồi anh biết rồi nè nè. Em anh nói đi. Có cái băng màu đỏ trong nhà vệ sinh không? Xin trả lại. Em có làm đâu chưa? Đâu đâu phải tôi, ông bị ảo tưởng à. Ê, ông nhớ hả chị? Hả chị là đó. Tập cho đi. Chết 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 chết. Đổ hồ nè. Cái đồ đó vô cái đầu này. Ê. Đổ hồ nè. Làm cho em bị chửi làm đó. Vô cái đầu của em nè. Bắn vô cái đầu đi. Ê gì vậy? Nó làm ông ơi. Ông phải tôi đâu rồi. Bắn vô cái đầu đó. Đây rồi. Đúng rồi. Bắn vô cái đầu đó. Ê. Ôi. Ê coi vô đây rồi. Đã chụp. Bắn ngay cho tôi mở ra cho. Nè nè. Sợ đi. Ai. Trời luôn. Tì đà. Ê cái đầu gì. Ê. Chết rồi. Gì vậy đau nè. Hai người chết đây. Hai người đều làm tôi u đầu. Còn anh nữa. What? Anh đâu làm gì? Dám ăn bánh luôn không? Anh đi với tôi. Trời ơi. Anh đâu có dám làm gì em nữa đâu. Đáng sợ. Em đau lên người em hả? Rồi. Đi nó bây ơi. À có chị Huna ở đây hả? Đâu rồi? Khách tới khách Tết làm spa hả? Đúng rồi. Ủa? Làm spa cho khách này giùm em. Spa gì vậy? Tôi xin trân trọng giới thiệu cho ông biết. Tụi tôi đang làm spa nè vì là chăm sóc da mặt. Đúng rồi. Ông ra thu đó. Bè ra. Chuẩn bị. Ây à. Ây à. Ây à. Rồi. A few moments later. Trời ơi, con tâm ơi. Trời ơi, cháu muối nè. Cháu nè. Trời dưa hấu, cháu tím, kiwi. Trời ơi, trái thường bị lắc luôn. Trời ơi, đi nhanh. Trời ơi, lắc tiếp rồi. Thôi, được rồi. Trời ơi, ngoài sao luôn kìa. Thử nó. Cái gì vậy? Ôi. Muốn bắt mặt nạ. Ôi. Sợ nó muốn đâu. Ôi cái gì vậy? Xoay lưng lại. Xoay lưng vô nè. Ôi trời ơi. Chị tội ảnh mà chị tội nhẹ thôi á. Tại vì á, ảnh đòi ăn bánh donut á anh hi ha. Anh nghe là anh quay á xong rồi em đang xử tội ảnh thôi. Thử đó. Đúng rồi. À quên nữa anh hi ha. Thử nè. Em xử lý anh Hai Chi nha. Anh Hai Chi là người phá cái toilet của anh. Thử nó luôn đi. Xong rồi. Anh hi. Ôi trời. Ôi, được rồi, em sẽ cho mỗi người một cây súng donut của em đi xử lý hai tên kia. Ok. Ôi ghê vậy. Đúng rồi, anh có rồi, đợi anh về nhà lấy cho. Được lắm. Đâu rồi, đây. Ra lấy hàng. Cho tôi xin lấy bộ đồ được không mọi người? Ở chân đi, ở chân. Mặc đi đẹp mà. Rồi, ok. Đi chơi nè. Ôi, nổ hai cây luôn.
ơi, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.